Hello, xin chào anh em. Tiếp tục lên clip mới âm ly đẹp nha. Bạn nào cần âm ly đẹp, nghe nhạc karaoke gia đình bình dân mà hàng công ty còn ngon lành thì liên hệ mình. Con máy này hiệu Adidas, model là BA203 35 EV. Đời EV có bo đèn quét hiển thị LED đánh chớp hình kính quạt đẹp đó. Và đặc biệt con này còn rất là mới nghe anh em, máy mới trên 95% và bo mạch còn nguyên zin. Con này báo cáo hai full một bộ volume xịn KB Đài Loan. Volume dặn á các bạn, chiếc áp khuyết nè, thay mới hết đó. Tại cái con hàng EV này, mấy cái con đời sau á sử dụng cái độ bền nó không có cao, cái volume dặn nè, xài một thời gian là nó lỗi, thấy không? Bây giờ thì phải thay thế, nhưng mà thay thế là loại tốt KB Đài Loan, hai full một bộ luôn. Rồi tình trạng con này nhắc lại là máy nội công nguyên zin và ngoại hình đẹp 95% y như con máy mới đập thùng nghe các bạn ơi. Đó, anh em nào xem qua ưng ý hết thì liên hệ shop bên Tây Củ Chi, cửa hàng tại Củ Chi đó các bạn, số 334 tỉnh lộ 15 Tân Thành Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở gần khu vực có thể qua xem hàng và rước em nó về, hoặc là chúng ta đặt hàng online trực tiếp, đặt hàng ship hàng toàn quốc, với điều kiện là anh em phải cọc đặt cọc trước mình mới gửi hàng được nha các bạn. Rồi báo giá luôn, con máy tình trạng zin đẹp y máy mới này bán giá 1.200.000, Adidas hàng xịn EV nha. Rồi bây giờ test cho anh em nghe. Máy là chạy full chức năng. Máy là y như đập hộp luôn. Hai cái tay này các bạn coi góc cạnh là còn mới xanh nha. Full chức năng, chắc âm cũng tầm hay chứ không phải tầm yếu đâu các bạn, chắc âm tốt hay. Rồi bây giờ mình test eco luôn. Eco bản này chạy là chiếc dán mặt dưới PM620001 PM620001 nha các bạn. Rồi bây giờ sẽ test eco vang nhại của em nó nha. Đó, lỏng chưa mét các bạn. Dây này mình xài cũng lâu rồi, nhiều khi nó bị lỏng không tiếp xúc tốt. Rồi bây giờ test lại nè. Adidas còn đẹp lan can đó, anh em nào ưng ý thì liên hệ 1.200.000 à. Rồi bây giờ test nha, test cho biết một nước nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4. Đó, ca nhẹ hát ngon lành, 1.200.000 máy đẹp lan can luôn. Rồi test tiếp tục mic 2. Rồi nhanh gọn các bạn ơi, máy full chức năng, ca tiếng nhẹ hay thì máy nó sao thì nó hét ra y vậy, bảo đảm không lỗi lầm. Hàng đẹp lan can, gào lên nhạc và quay nội thất cho anh em xem. Đó, báo lại giá nha, 1.200.000 con EV đẹp can này, giá cũng rất là phải chăng. Đó, anh em nào ưng ý có thể liên hệ mình trực tiếp để đặt hàng. Tăng phô xiến, tăng phô xiến toàn tem đầy đủ nha.
lên. Dây nguồn còn đẹp luôn, dây nguồn to nha. Rồi, hay clip này chỉ như thế, anh em quan tâm sản phẩm này liên hệ mình, cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Có sản phẩm mới ngon bổ rẻ nào mình sẽ lên tiếp tục. Anh em đừng quên đăng ký kênh và like ủng hộ.